Cân hơi này, đúng không? Đây là cân hơi này, của súng này. Ok, shop phụ kiện PSV Tú Anh xin chào đến tất cả anh em đam mê nhé. Chào anh em đã quay trở lại kênh của em, kênh mà chuyên bán hàng linh phụ kiện dành cho anh em đam mê PSV, cái dòng súng ống chơi. Anh em có muốn mua phụ kiện gì hay linh kiện gì về cái dòng súng ống, bên em vẫn cung cấp đầy đủ tất cả các loại mặt hàng cho anh em, từ những cái phụ kiện nhỏ lẻ cho tới kính van bình giảm, đầy đủ cho anh em nhé. Anh em cần phụ kiện gì thì cứ alo trực tiếp vào những số điện thoại ở trên biển kia. Thì một video ngắn của ngày hôm nay em sẽ không giới thiệu sản phẩm nữa, mà em sẽ lên chia sẻ anh em về cách thức giao dịch và mua bán cho anh em tham khảo nhé. Thì ở đầu video em có ghép một cái video của cái thằng shipper ấy. Nó quay lại những cái mặt hàng mà anh em đặt hàng bên em. Đấy, ông khách này là ông khách ở trên Sơn Na. Ông có nhận hàng phụ kiện về tự lắp ráp nhưng mà lại cho cái thằng bưu tá nó chụp ảnh quay video lại nhá. Nên là anh em khi trước khi đặt hàng ấy, trước khi mua hàng, anh em phải tìm hiểu thật kỹ đi. Xác định là mình đang mua cái gì, mình đang đặt hàng gì, rồi mình hãng mua nhá, chứ không phải là kiểm tra như thế em nhá. Đấy. Anh em kiểm tra như thế là em sẽ không gửi được hàng nữa. Nó mà quay video lại là nó báo về công an là một này. Đấy, về quản lý là một hai này. Đấy, là bên em sẽ không gửi được hàng nữa. Anh khi mà anh em những anh em khác ấy muốn chơi muốn mua ấy, thì em sẽ không gửi hàng nữa, nên em phải thông cảm nhá. Đấy. Còn bên em vẫn luôn luôn là hỗ trợ anh em là nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng sản phẩm rồi mới phải trả tiền. Với hình thức này em nhận phụ kiện. Đấy. Còn anh em mà muốn kiểm tra ấy, nhưng mà khi em kiểm tra em phải hướng dẫn anh em kiểm tra như thế này. Ví dụ em nhận được một gói hàng bên em. Đấy. Ví dụ em nhận được một gói hàng như thế này đi, đúng không? Anh em, đấy. Ví dụ em gửi cho anh em một cái bình như thế này. Đấy, đây là em ví dụ nhá, nhưng mà đây hộp chữ kính. Thì em rạch cái đầu này ra. Đấy. Kiểm tra, à đúng cái bình nhôm rồi, đúng cái kính rồi, đúng cái van rồi, đúng combo khung rồi, thì em nhận hàng nào ok đúng không? Về nhà nếu mà không đúng hay là lỗi lầm gì thì bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho anh em, à chứ không phải là không nhá. Luôn luôn là mua hàng thì anh em là có dán tem bảo hành như thế này. Đấy, em nhìn chưa? Luôn luôn nhá, là có tem bảo hành cho shop của shop của anh như thế này. Đấy, nên là em đừng lo là lỗi lầm gì. Bên em là bán hàng lấy lãi, chứ không phải đi lừa đảo anh em nhé. Còn nếu mà thật sự đi lừa đảo ấy, anh em cứ kích thẳng kênh đi, không tồn tại đến ngày hôm nay đâu em nhé. Nhận hàng kiểm tra thì kiểm tra kín đáo thôi. Đây các bố lại đi kiểm tra bỏ hết ra như thế, xong rồi cái thằng bưu shipper quay video lại, chụp ảnh lại. Anh em đặt hàng không nghĩ đến là khi nó quay video lại, xong rồi nó chụp ảnh lại, nó đi báo công an, rồi nó báo là anh em đặt hàng súng rồi anh em ra công an nó phạt anh em à. Đấy, em không nghĩ đến điều đấy à, mà nhận hàng kiểu đấy nhỉ. Rất nhiều anh em nhận hàng kiểu đấy nhá. Nhiều khi nhận cái kính ngắn này, xong lại bỏ lên xoay xoay xoay, xong lại nhìn nhận đúng cái lòng súng, xong lại bỏ ra xem. Đấy. Bên em gửi hàng đi cho anh em ấy thì luôn luôn là phải kiểm tra hàng trước khi mới gửi, chứ không phải là gửi bừa gửi bãi được. Bây giờ tất cả những số điện thoại nhà em kia, em có nếu mà gửi bừa gửi bãi cho anh em ấy, ngày nào anh em cũng điện đến rồi nói rồi chửi em thì có mà em bán hàng cho ai, đúng không em? Đấy. Anh em nếu muốn mua hàng cứ alo trực tiếp bằng số điện thoại kia giúp em. Nhà em vẫn luôn luôn là hỗ trợ anh em mà lắp ráp, căn chỉnh, gửi xe nguyên cây cho anh em về chơi. Có em nào mà không thích như thế thì có thể là nhận phụ kiện về tự lắp ráp. Nhưng mà nhận phụ kiện thì bên em sẽ hỗ trợ anh em là nhận hàng kiểm tra. Nhưng mà anh em lưu ý là em nói rất chi nhiều rồi, kiểm tra thì kiểm tra kín đáo, chứ không phải kiểm tra như thế em nhá. Thì một video ngắn em lên em chia sẻ anh em cách thức giao dịch và mua bán cho anh em tham khảo lựa chọn đấy. Xin phép kết thúc đây. Anh em xem video đừng quên đăng ký kênh của shop nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Chào toàn thể anh em nhé.